Đó là quá nhiều sự mất mát, Maxim tự nhủ. Trò chơi sẽ phải kết thúc ở đây, cho dù kẻ địch có là ai đi nữa. Chàng trai tóc bạch kim đã đứng giữa quảng trường. Cuộc chiến có lẽ đã đến hồi kết và hòn đảo dường như sắp sụp đổ. Maxim đã sẵn sàng chờ những kẻ địch, bộ đôi trùm cuối đã xuất hiện. Hai tên trùm đều che kín khuôn mặt của mình. Maxim hét lớn, bỏ mặt nạ ra, ta sẽ đánh bại các ngươi và kết thúc trò chơi khốn kiếp này. Hai tên trùm bỏ mặt nạ che mặt và Maxim sững người. Đó là Kelly, cô bạn học cùng trường, và Misa, cô em gái thân thiết của Maxim. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dường như Kelly và Misa không hề nhận ra Maxim. Trông đẹp trai mà gáy kinh đấy, gáy sớm không thọ đâu. Kelly mỉm cười danh mãnh. Trên tay cô nàng là một khẩu M4A1, khẩu súng có sức sát thương cực lớn. Misa lạnh lùng hơn với một khẩu tiểu liên MP40, ngay lập tức lên đạn và hướng nòng súng về phía Maxim. Không có hơn một giây suy nghĩ, Maxim ném một quả bom keo xuống đất để dựng lên tường keo chắn đi sát thương đến từ Misa. Anh chàng hét lớn, Misa, Kelly, hai người không nhận ra anh sao? Có chuyện gì với hai người vậy? Một viên đạn MP40 đã xuyên thủng tường băng, cắm thẳng vào bắp đùi của Maxim. Anh chàng cảm thấy cơn đau khủng khiếp ở bên chân phải, nhưng mã gen của gã Antonio cho phép anh chàng khỏe hơn bình thường. Tỉnh lại đi, tất cả là cho trò chơi này, đừng để nó ăn vào tâm trí của em. Phải có cách nào để cho bọn họ nhớ ra chứ, Maxim nghĩ thầm. Misha và Kelly thực sự là những sát thủ ghê gớm và nhanh nhẹn. Họ tỏa ra tấn công Maxim từ hai phía, liên tiếp là những tia lửa đạn từ hai cô gái cày nát cả bức tường băng. Maxim hét lớn về phía Misha, em còn nhớ chiếc xe sấm chớp anh tặng hồi ta còn bé không? Dường như câu nói của Maxim có tác động đến ký ức của Misha. Misha cảm thấy đầu đau như múa bổ và một hình ảnh thuở nhỏ của họ bỗng nhiên hiện ra. Đó là Maxim lúc nhỏ, giơ ngón tay cái và cười với em gái của mình. Hãy trở thành tay đua số 1 thế giới nhé Misha. Misha đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Kelly vẫn đang lao tới, nhưng viên đạn từ M4A1 đã bắt đầu xé nát bức tường bom keo. Misha gọi với theo, Kelly, chờ chút đã. Kelly đã áp sát Maxim và rút khẩu súng lục dí vào trán của anh. Gương mặt của Kelly toát lên đầy sát khí. Maxim vùng vẫy trong sự phẫn nộ. Kelly, hãy nghe anh nói, em vốn không phải là một kẻ sát nhân. Ký ức của em đã bị những kẻ tạo ra trò chơi này thay đổi. Cô gái mà anh yêu chắc chắn sẽ không làm hại bất cứ thứ gì, dù chỉ là một con ruồi. Những lời nói của Maxim phần nào đã gây tác động đến Kelly. Mặt cô nàng biến sắc và có một chút sững lại. Nhanh như cắt, Kelly vùng tới bẻ tay và cố gắng đoạt lấy khẩu súng lục của Kelly. Kelly lấy lại tinh thần và nhanh chóng giằng co dữ dội với Maxim. Không hiểu sao, Maxim cảm thấy Kelly cực khỏe. Ánh mắt của cô nàng đã có sát khí quay trở lại, và với một động tác dứt khoát, Kelly quật ngã Maxim bằng một cú bổ vào thái dương. Đoàng! Một viên đạn bắn xuyên qua lưng của Kelly làm vỡ tung lồng ngực của cô nàng. Đó là phát đạn đến từ Misha. Misha run rẩy nói, mình không cố ý, đó là anh trai của mình, cậu không thể. Quả thực những lời nói của Maxim đã làm cho Misha thực sự thức tỉnh. Kelly quay lại nhìn Misha và nói, tớ đâu định làm vậy, cậu quên sinh mạng hai đứa mình gắn chặt với nhau sao? Giữa ngực của Misha, một tia máu cũng đã phụt ra. Tác động của viên đạn lên Kelly ra sao thì Misha cũng phải chịu sát thương y hệt như vậy. Hai cô nàng đều đã đổ gục xuống. Đó là một pha tử thương và không ai có thể cứu được cả hai cô nàng này nữa. Maxim hét lên đau đớn. Không, Misha, Kelly, tại sao lại thành như thế này? Kelly hấp hối và nói với Maxim. Dù em không nhớ hết, nhưng em rất vui. Vậy ra anh cũng yêu em sao? Maxim không thể tin mọi thứ đang là sự thật. Kelly, đừng nhắm mắt vội, đừng bỏ anh ở lại đây một mình. Maxim ôm xác của Kelly, gương mặt anh chàng đầm đìa nước mắt. Không gian quanh Maxim bỗng nhiên như sụp đổ, nó vỡ tan ra thành từng điểm ảnh. Maxim cảm thấy ngực mình đang bị bóp nghẹt lại, anh cảm thấy không thể thở được. Hình như Maxim đã ngủ một giấc rất dài.
Quanh đầu anh lúc này là một chiếc mũ lớn với rất nhiều dây nối, và nơi anh đang nằm là một chiếc bàn kim loại lạnh buốt. Xung quanh anh chàng là hàng chục người vẫn đang say ngủ, bị nối vào đầu những chiếc mũ lớn. Đó là những vật chủ của mã gen. Đây là thế giới thực. Misha và Kelly nằm không xa nơi Maxim tỉnh giấc. Họ vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ rất say mà thôi. Maxim nhìn xuống tay mình, những vết xăm mã gen đã không còn ở đó, thay vào đó là những đoạn mã vạch với kèm theo những ký tự kỳ lạ. Maxim tháo bỏ chiếc mũ và tiến về chiếc máy tính khổng lồ đang điều hành nơi này. Có một ô cho phép người ta quẹt thẻ để truy cập vào hệ thống. Maxim đưa tay mình vào thiết bị này. Màn hình hiện lên dòng chữ Free File rất lớn, và kẻ bí ẩn trong bóng tối lại bất ngờ hiện ra. Xin chúc mừng người chiến thắng của trò chơi Sứ mệnh 12 con giáp. Bạn sẽ được quyền lựa chọn một trong hai phần thưởng. Maxim nhìn chằm chằm vào màn hình. Đó là một kẻ áo đen và không rõ mặt. Kẻ áo đen nói tiếp: Một, bạn sẽ được xóa hết ký ức và trả với cuộc sống thực. Hai, bạn sẽ phải tiếp tục trò chơi và nhận được phần thưởng nhiệm vụ của Game Master. Maxim cảm thấy tức giận. Anh nói: Mấy thằng khốn, tao cóc cần phần thưởng của chúng mày. Nói xem, làm sao để tao có thể hồi sinh được những người kia? Kẻ áo đen lại nói từ trong màn hình: Với lựa chọn một, tất cả những người ở đây trừ cậu sẽ chết. Maxim hỏi lại: Nếu tao chọn hai thì họ sẽ sống. Gã kia mỉm cười: Về mặt kỹ thuật thì đúng là như vậy. Maxim tức giận: Tao cũng đoán được lũ khốn chúng mày sẽ dở trò. Thôi được rồi, lựa chọn hai, Game Master. Nhưng đừng tưởng tao sẽ làm theo những điều mà chúng mày mong muốn. Rồi tao sẽ tìm ra và lấy cái mạng của mày. Anh chàng hét lớn về phía kẻ áo đen đang đứng ở trên trong màn hình. Kẻ áo đen chậm chậm lộ ra con mắt cực kỳ độc ác của hắn. Và hắn đang cười: Ha ha ha, ta cũng mong chờ ngày đó lắm. Nhưng trước hết, phần thưởng của cậu. Maxim bỗng nhiên cảm thấy căn phòng lại vụt biến mất. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên lóe sáng, và trước màn hình của cậu, đó là cái phần thưởng dành cho người chiến thắng. Phần thưởng của Game Master cho người chinh phục sứ mệnh 12 con giáp. Đó là tài khoản full nhân vật và trang phục của vòng quay may mắn. Cái quái gì vậy? Màn hình lại lóe sáng lên, và bỗng nhiên Maxim cảm thấy mình đang bị trôi nổi trong không khí. Có tiếng vù vù ở xung quanh, và dường như cậu đang mặc một bộ trang phục hoàn toàn khác. Và bỗng nhiên Maxim cảm thấy mình đang rơi ở trong không trung. Xung quanh cậu lúc này là hàng chục con người khác, và hình như trò chơi đã bị tái khởi động. Cậu nhìn thấy cậu đang rơi xuống một hòn đảo, xung quanh là rất nhiều người với những chiếc dù đã được bung ra. Ở đâu đó cậu có thể thấy cả Maxim, cả Misha và cả những người khác nữa, những người đã xuất hiện ở trong toàn bộ câu chuyện này. Kẻ áo đen nhắn thêm một lời cuối cùng: Trò chơi đã được tái khởi động. Chúc may mắn, Maxim. Ok, như vậy là các bạn đã vừa theo dõi xong chương cuối cùng của câu chuyện 12 con giáp. Có thể cái kết của câu chuyện sẽ khiến bạn trở nên khó hiểu một chút, nhưng mà mình cũng xin giải thích thêm. Thì ban đầu khi mà mình sáng tác câu chuyện này thì cái cốt truyện của mình cũng như là cái kết thúc của câu chuyện này thì nó sẽ hơi khác một chút so với những gì mà tác giả đã thể hiện qua tranh. Tuy nhiên thì với cái kết này thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện 12 con giáp hơn. Và như vậy là sau khi mà Maxim đã chiến thắng ở trong cái đảo quân sự đó thì anh ta đã phải trở lại với một cái vòng lặp cực kỳ đáng ghét. Và cái kẻ mà điều hành cái khu Free Fire thì hắn ta đã nắm tất cả mọi thứ, kể cả khi Maxim có chiến thắng cái trò chơi này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì việc của chúng ta là vẫn phải trở lại với cái đấu trường sinh tồn của cái hòn đảo Free Fire này và tiếp tục chiến đấu để có thể một ngày nào đó tìm ra một cái người chiến thắng cuối cùng. Thì đó là ý nghĩa của cái câu chuyện này. Và liên quan đến những câu chuyện khác thì có thể tất toàn bộ những câu chuyện khác mà chúng ta đã từng nhìn thấy ở trên đảo quân sự với tất cả những nhân vật khác thì nó đều là
À, những cái câu chuyện chỉ có ở trong cái trí tưởng tượng của những con người đang bị giam ở trong cái trung tâm này. Và thực ra thì với họ thì hoàn toàn không có một thế giới thực nào cả. Và tất cả những điều mà họ đang sống, họ đang chiến đấu thì đều ở trong một thế giới giả lập cả. Và đó chính là cái ý nghĩa mà cái câu chuyện về hai con giáp này mang tới. Và nó cũng giải thích được tất cả mọi thứ liên quan đến câu chuyện của Maxim. Và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái câu chuyện về 12 con giáp này và chờ đợi những cái câu chuyện truyện tranh tiếp theo của Free Fire. Trong cái tập truyện tranh này thì chúng ta vẫn thấy thiếu đi một số nhân vật, thì có thể là do trong quá trình sản xuất thì bên Gaina họ đã bị thiếu kinh phí, và đó lý do vì sao họ cắt bớt một số nhân vật. Bởi vì trong truyện gốc của mình thì có cả Caroline, có cả Nikita cũng xuất hiện cơ, cũng như là có một số nhân vật khác nữa. Tuy nhiên thì tác giả cũng đã làm rất tốt và họa sĩ cũng đã vẽ rất là tốt cái câu chuyện này, và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ những cái câu chuyện của Free Fire trong thời gian tới, và cũng như các bạn sẽ xem đủ lại 4 chương của cái chuyện Sứ Mệnh 12 con giáp mà Rikaki mình đã post lên trên kênh YouTube này, và link xem lại tập 1, tập 2, tập 3 thì mình cũng xin được để lại trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Rikaki Gaming thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe kênh nhé. Subscribe đó chính là ấn theo dõi kênh đó. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Rikaki Gaming để mình có con số 100.000 người theo dõi đến ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.